Xin mình chào tất cả các anh em, các cô chú, các bác trên mọi miền tổ quốc. Hôm nay thứ hai đầu tuần thì Tùng Nguyễn làm một cái clip để giới thiệu về một số mẫu linh kiện. Linh kiện này để làm gì? Đó là những dòng phân tần, tép rời, bát rời để các bác thay vào các cấu hình thùng loa, nâng cấp vào các cái cấu hình thùng loa mà bị hỏng. Thì hôm nay Tùng Nguyễn audio ship hàng trong cái mùa dịch năm nay thì có rất là nhiều các bác khách ở nhà giãn cách xã hội thì cần đến những thiết bị âm thanh để về nghe nhạc. Thì hôm nay em Tùng Nguyễn audio giới thiệu về một đôi bát 25 hàng chính hãng của công ty LG. Đây là một loại hàng khủng từ 190/75, một đôi bát 40GQ từ 190/76, một bộ tép kèm JBL 25XT chế ở ngoài và rất là nhiều các dòng phân tần khác nhau của hãng BL để cho tất cả các bác ghép loa. Thì hôm nay sau đây thì Tùng Nguyễn sẽ giới thiệu với tất cả các bác về cấu hình phân tần và bát rời. Đầu tiên thì Tùng Nguyễn sẽ giới thiệu về một bộ tép chế. Các cái cấu hình mà nhà mình mà bị tiếng tép nó không được sáng, khô tép thì các bác có thể chế một bộ tép rời có mã là JBL 25XT chế rời ngoài, được tặng tụ trở như này. Khi các bác tặng tụ trở thì các bác mua cái phễu như này thì mình chế rời ở ngoài, đúng không ạ? Chế rời ngoài, còn cách đầu lối thì một tụ ở bên dương, còn một chở sứ ở bên âm. Cứ cài ở đằng sau đít loa, khi mình vặn loa lên thì nó lên cùng luôn, tiếng của nó rất là hay và giúp cho bộ nhà dàn nó sẽ không bị khô nhà. Đây là từ 120/14, nếu các bác lấy côn 34 nhỏ hơn thì từ nó 100 kèm cái xoáy. Cứ vặn phễu qua để tăng ở trên chốc loa là nó ok. Bộ cóc tép JBL 25XT chế này, bộ này của nó có 800.000 một bộ là được bao ship này. JBL 25XT. Còn đây là cặp bát 40GQ mang tím lón sần gân 2 gân. Đây là một đôi bát chính hãng của nó, cực đẹp. Một đôi bát chính hãng của công ty GQ cực đẹp. Kẹp lỗ là thép trắng hết, chạm nhún màu vàng từ 190/76, xương nhôm đúc trẻ đôi và xương màu trắng màng màu tím. Một đôi bát quá là đẹp luôn. Những sản phẩm hàng chính hãng của công ty, đó là công ty ở đâu? Công ty của Trung Quốc các bác nhé. Hàng JQ, đấy, thông số của nó ở trên cái tem mác này. Thông số chỉ là cái gọi là đặt cho mình cái tên, cái tuổi thôi. Còn đâu, công suất sẽ dựa ở từ 190/76, công suất là 500W trên một chiếc bát, là 500W đổ lên, đánh đẩy từ 600W đổ lên. Đó nhé, đánh đẩy 24 sò, mình đánh các cái dòng bát như này. Đẩy dựa vào sò các bác nhé, dựa vào sò và nguồn. Một đôi bát JQ này với cái giá là của nó là 2,2 triệu một đôi các bác nhé, 2,2 triệu một đôi bát 40GQ như này, giá thành rất hợp lý và để các khách hàng dùng. 2,4 triệu con bát này được bao ship rồi thì 2,2 triệu nhầm mất thì được bao ship rồi thì con bát này rất là vừa với tầm giá để anh em chơi và tiếng nó rất là tốt này. Còn đâu, cái đôi bát 25 này nó còn đắt hơn cả đôi bát 40 vừa nãy, các bác có tin không ạ? Đôi bát 25 này còn đắt hơn cái đôi bát 40 vừa nãy. 490 này, côn 76 đi bát con đôi 468 cái nỗ. Bát 25 từ 490 côn 75. Mã của bát là LG Lưu Return 10WF 335. Bát này có bát 25, 30, 40. Đấy. Đều cấu hình nó tương tự như thế này, nhưng mà nó là phân khúc CG bát khác nhau. Và mỗi cấu hình bát thì lại màng của nó lại khác nhau. Màng màu đen, gân 2 gân. Từ to như một cái cối đá các bạn nhá. Từ to đúng như một cái cối đá. Đấy, con này mà giã vào thì đúng là mẻ hết cả tường. Đôi bát này em ship cho một bác khách ở tỉnh Ninh Bình. Một bác khách ở tỉnh Ninh Bình nhớ thôi. Từ 190 côn 75, chạm nhún màu vàng này. Đẹp chưa? Một đôi bát hàng chính hãng. Đôi bát này thì để dùng vào làm gì? Để thay vào các cái cấu hình hoặc là giữ loa full. Đấy. Ai có loa bãi mà bị hỏng bát thì có thể là liên hệ cho em. Với những cái cấu hình mà thùng vẫn còn ngon thì mình sử dụng các cái dòng bát như này. Tiếng ca của này rất là tốt, với giá 2,4 triệu một cặp bát 25 LG 335 này. Một phân tần này, phân tần các bác nhìn này.
Phân tần này dành cho loa full 30, có mã là BL-2, chạy 2 chỉ nhôm 1 tím. Bóng câu chì để chống cháy và đừng bát và đừng check vào đây. Đây là phân tần BL-2, full 30 hoặc full 25 khủng như này thì mình sử dụng cái bộ phân tần BL-2 này, đúng không ạ? Còn bộ này là BL-3. BL-3 đây là đường check, đường bát đây. Bảng mạch rất to, sử dụng các dòng loa full 40-100, 40-76 và check kèn đại 750-850. Sử dụng các dòng phân tần BL-3 như này. Các bác muốn chơi hàng khủng hơn nữa thì các bác sử dụng một bộ mạch phân tần có mã là BL-4. Nhà em có BL-1, BL-2, BL-3, BL-4. Đây là những dòng phân tần của BL. Đường in là đường vào, đường hi là đường check. Phân tần này là rắc phun đơn, phun đôi đều được. Phân tần này tiếng của nó rất là tốt. Nhà em có rất là nhiều các hàng phân tần, nhưng phân tần BL là bán chạy nhất và bán nhiều nhất. Bảng mạch phím được in hai lớp mạch màu đỏ bóng. Đường check lâu đây, đường bát này, dương mới âm này. Nếu mà các bác có nhu cầu phấn dây đôi và đánh phun đôi thì đường một đường nữa. Đấy. Nắp cả phun đơn và phun đôi đều được. BL-4. BL-3 thì có giá là 6, à BL-2 thì có giá 650. BL-3 thì có giá là 800. BL-4 thì có giá 950. Thì hôm nay em làm một cái clip để giới thiệu về một số mẫu sản phẩm và báo giá qua cho các khách hàng cập nhật lại các cái mẫu này. Thì các bác có nhu cầu đến sản phẩm hãy nhấc máy lên và gọi điện cho em Tùng. Em sẽ ship hàng toàn quốc, nhận hàng, được kiểm tra rồi thanh toán. Và các bác xem video đừng quên like và chia sẻ nhá.